Chào mừng các bạn đã đến với kênh game giải trí. Bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu tuyệt vời của một con bài rất quen thuộc tại Yu-Gi-Oh hàng năm tại Việt Nam. Đó là con bài đây, Paladin một tổ thất bạn. Một mình nó sẽ chấp cả ta thân ta, chấp cả tiếng tri vô, chấp cả những con bài cấm đó các bạn. Ở phía của Izu đang là tiếng tri vô, ta thân ta là những con bài rất mạnh. Nhưng mà con bài Paladin một tối nó sẽ cân hết đấy các bạn. Không sao, nó tạm thời lưu sân khấu thôi. Như vậy thì Izu buộc lòng phải tung ra con bài ta thân ta rất sớm. Và sau hai lượt thì nó bị mất khả năng kháng bay kháng phép. Bởi vậy nó đi con bài lại chẳng phải đo vào hủy tất các bạn. Yukida lại sống dày con bài và đêm một tối. Đây là một con rồng cấm nha, rồng bị cấm nha các bạn. Ở ngoài đời thì con bài này bị cấm sử dụng. Con rồng này là rất mạnh ở trong game. Nó có khả năng là loại bỏ một thuộc tính quái ám và quang ở trong mộ để triệu hồi đặc biệt. Nhưng vậy là con bài Paladin một tối nó được coi lại một lần nữa. Tiếng tri vô đã sân và không dám đụng đến Paladin một tối thất bại. Sau khi bị phá hủy thì con bài tiếng tri vô nó sẽ kéo theo con bài Paladin một tối xuống mộ. Nhưng cơn ác mộng của Izu chưa dừng lại đây. Con khiến chẳng đã được coi ra. Thu hồi dung hợp. Như vậy là lại một lần nữa Paladin một tối xuất hiện với một trận đấu rất tuyệt vời của Paladin một tối các bạn. Hầu như là Yukida chỉ sử dụng một con mình con bài Paladin một tối và cắn tất cả những thể loại tiên thi vô, Tatanga Vata, rung bị cấm. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé.